Hello, xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9 năm 2020. Thì hôm nay là Quốc khánh của Việt Nam và một ngày nghỉ của các bạn chắc là cũng cực kỳ là tuyệt vời. Và hôm nay thì bên mình cũng có nghỉ một hôm, thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì hôm nay mình sẽ lên clip thanh lý cho bạn, thì các bạn ưng nào sản phẩm nào mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo, và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và để đáp ứng nhu cầu của bạn, hôm nay thì nhà mình về được sản phẩm Samsung Note 8 này, S7e này, A70 này, S8, Note 5. Hôm nay nhà mình chủ yếu tối nay thì mình về tất cả Samsung nhá, chứ không có dòng khác nhá. Đấy, Note 8 thì hôm nay nhà mình về 4 cây thôi. 1 này, 2, 3, 4. Và ưu điểm nhất ở sản phẩm Samsung Note 8 các bạn biết là gì không ạ? Thì nhất là đang màn hình là tối thui đen như này các bạn thấy không? Note 8 đang thui đen thế này, các bạn chỉ có gõ vào đây cả này. Đấy. Đấy, nó sẽ sáng màn hình, các bạn sẽ hiển thị ngày giờ đây luôn nhá. Note 8 nó sẽ hiển thị ngày giờ, các bạn kích đây cả là sẽ mở màn hình. Gõ hai lần vào đây mở hình nhá. Đấy, rất là thích. Đấy. 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 Note 8 thì hôm nay về được 4 cây. 4 cây này nó chỉ bị đốm màn hình các bạn nhé. Này. Đấy, chỉ bị đốm ít màn hình này thôi. Nhưng mà được cái là thứ nhất là đốm màn hình, nhưng mà được cái nó là màn màn sáng đẹp nhá, không ngảm ố các bạn nhé. Đấy. Note 8 này mình về được 4 cây. Đấy, Note 8 này mình về được 4 cây. Và sản phẩm Samsung Note 8 của mình thì mình sẽ nói qua về sản phẩm Samsung Note 8. Cấu hình của này là Note 8 của nó là màn hình của nó là 6,3 inch tràn viền các bạn nhé. Màn hình là 6,3 inch tràn viền. Cấu hình của nó là RAM 6GB. Tất cả bốn con này đều là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 120. À sorry các bạn, RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB nhá. Đây. Tất cả của mình là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy, bốn cây này nhà mình có một sám này, một gì nhỉ? Một sám này, một gold này và một là gì nhỉ? Một sám gold và một hai gold và một sám một xanh nhá. Đấy, RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Thì bốn cây nhà mình này là chỉ bị kiểu nó bị tì và nó hơi bị đốm mất tí thôi, chỉ còn màn sáng đẹp không ngắm ố màn hình nhá. Đó, bọn này tất cả là màn hình, nhưng cái bọn mà Note 8 nó bị đốm kiểu như này thì nó sẽ là không, màn hình của nó sẽ là không ám ố các bạn nhé. Đây, không ám hay lưu ảnh gì nhé, chỉ bị đốm tí này thôi. Bọn này thì mình sẽ thanh lý các bạn với giá cực kỳ là rẻ, hơn 3 triệu đồng thôi. Note 8 thì rất nhiều tính năng, nó có 3 tính năng mở khóa các bạn nhé. Đây, tính năng mở khóa thì có rất nhiều tính năng mở khóa màn hình đấy ạ. Đấy. À, nhận diện khuôn mặt này, mống mắt này và vân tay nhé. Đấy, rất nhiều tính năng. Đấy. Và của nó là hai camera, một đèn flash và vân tay này. Tại vì cái lúc mà thời điểm nó mới ra, màn hình của nó là độ phân giải là 2K. Các bạn xem phim 2K, 4K, 8K thì cực kỳ tuyệt vời, sắc nét nhé. Mình sẽ kết nối wifi, mình sẽ xem phim, nghe nhạc cho các bạn xem sản phẩm Samsung Note 8 này ạ. Đấy, cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, Note 8 thì các bạn khỏi phải chê luôn. Đấy. Đấy, Note 8. Đấy. Đây, loa cực kỳ là thề. Suốt ngày quảng cáo YouTube được không ạ? Đấy, các bạn nghe nhạc thì khỏi phải chơi luôn. Đấy. Đấy, các bạn nghe nhạc khỏi phải chơi luôn. Xem phim 4K thì cực kỳ là tuyệt vời nhá. Đấy, màn hình thì nó rất đẹp. Bốn cái này đều là màn đẹp không ám ố luôn, chỉ bị đốm tí màn hình thì thôi các bạn nhé. Đấy, thì nó có bút nhá, nó tám thì hỗ trợ cái bút này, các bạn nhà mà viết và vẽ thì cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, đấy. Đấy, tẩy này xóa luôn này. Đấy, các bạn bút vẽ cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, Note 8 thì hôm nay mình vừa về 4 cây thì mình sẽ báo giá tình trạng vào từng con 4 cây. Đấy, con đầu tiên nhà mình thì mình con này chỉ bị tất cả bình thường nhá, nó chỉ bị đốm một tí này thôi. Đấy, đốm một tí đi thôi. Đấy. Đấy, máy màu xanh, hình thức là máy đẹp là trên 90% nhé. Con này thì đốm tí này, thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 3 triệu 800k nhé.
Màn hình con này thì là đẹp nhá, không ám ố hay lưu ảnh gì nhá. Chỉ bị chấm một tí tí góc màn hình này thôi các bạn nhá. Con này thì bên mình đang bán mạng với giá là 3.800.000 các bạn nhá. 3.800.000. Tất cả bốn con này đều là bản Hàn, hai sim hai sóng nhá. Đấy, bốn con này đều là bản Hàn, hai sim hai sóng các bạn nhá. Nói thật với các bạn mua sản phẩm Lót 8 này các bạn đi bán không bao giờ lỗ, mà thứ hai là dùng rất là sướng. Tại vì Lót 8 này thì nó là cái thứ nhất là lúc thời điểm nó mới ra ấy, nó hơn 30 triệu cơ. Nó gần 30 triệu, hơn 30 triệu. Nó ngang một con xe vi, ngang một xe Vision và con Leaf bây giờ. Thì nó được tối ưu hóa rất là ngon nhá. Đấy. Đấy, lúc mà thời điểm lúc đấy nó được tối ưu hóa rất là ngon. Thứ nhất là cái màn hình của nó là rất là sắc nét. Và thứ hai là cái main của Lót 8 các bạn. Nó dày dặn và nó cực kỳ là chắc chắn các bạn nhé. Đấy. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3.800.000. Thì nó chỉ bị tấm tí tí màn hình thì thôi các bạn nhé. Đấy, màn này đẹp không ám ố hay lưu ảnh gì nhé, chỉ tí tí màn hình thôi. RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3.800.000 các bạn nhé. Đấy. Thì vì Lót 8 bây giờ nó cực kỳ là hiếm, đợt này nó không có hàng đâu. Mà có hàng thì toàn là trên 5 triệu cơ. 5 triệu thì chắc là các bạn, nhiều bạn cũng không, đợt này nó cao lắm. Nói chung là bỏ hơn 5 triệu ra mua Lót 8 thời điểm bây giờ thì cũng hơi là sót một tí nhá. Nhưng mà tùy theo thời điểm thì nó cao thì các bạn phải chấp nhận mua cao thôi. 3.800.000 nhá, các bạn mua bằng đồ một tí như này được, nó không làm sao cả. Đây. Con màu gold này. Con màu gold này. Đây. Con màu gold này cũng đẹp, đẹp trên 90% luôn các bạn. Đấy. Cũng phiên bản là RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 64GB. Con màu gold này khá đẹp nhé. Đây, đẹp keng luôn này. Đây, màu gold đẹp keng luôn. Con này thì cũng bị kiểu nó hơi bị chấm tí tí đây, phải tí tí đây thôi. Đấy. Nhưng mà chấm mờ nhé, nó không phải, nó chỉ hơi mờ mờ đây. Con này thì nó đen hơn một chút này. Đấy, con này chỉ hơi bị mờ mờ một tí đây. Và một tí đây thôi. Đấy. Thì mà con này cũng là màn đẹp không, màn hình đẹp không ám ố các bạn nhé. Không ám ố hay lưu ảnh gì nhé. Con này màn đẹp không ám ố hay lưu ảnh gì. Chỉ chấm tí đây. Con này thì bên mình cũng bán cho bạn với giá là 3.800.000 nhá. Đấy, con màu gold rất là đẹp ạ. 3.800.000. Đấy, rất là đẹp nhá. Lót 8 các bạn là thật dùng các bạn quá là sướng luôn. Con này thì con này cũng 3.800.000 các bạn nhá. Đấy. Đây. Đây. Và con này thì màu xám. Đấy, màu xám thì hình thức con này cũng rất là đẹp. Đẹp là trên 90% luôn. Thì con màu xám này thì cũng là màn đẹp hình, đẹp không ám ố hay không lưu ảnh gì, chỉ bấm chấm tí đi thôi. Đấy, con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 3.700.000 nhé. Cũng là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB, 3.700.000 nhé. Đấy. Đây là con màu gold cuối cùng đấy ạ. Con màu gold cuối cùng đấy. Đấy. Con này thì cũng đẹp nhá, đẹp trên 90% ạ. Đây, con này thì cũng bị chấm một tí đấy thôi. Đây, chấm một tí đấy thôi. Đấy. Con này thì bên mình cũng bán cho bạn với giá là 3.800.000 nhá. Đấy, 3.800.000. Đấy, 3.800.000 nhá. Con này thì chấm tí, màn đẹp không ám ố gì nhá. Không ám ố hay lưu ảnh thì chấm tí đấy thôi. Bên mình đang bán bạn với giá là 3.800.000 nhá các bạn nhá. 800.000. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lót 8 này các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất. Một là qua Zalo, đây số này mình dùng Zalo, và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình. Đây là số chính cho mình và đây địa chỉ cửa hàng mình. Gần các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng mình, ở xa thì bên mình có ship. Các bạn tùy theo mức giá sản phẩm các bạn cọc cho mình 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhá. Và tất cả sản phẩm bên mình thì bảo giá trực tiếp và lỗi đổi một tuần. Thì bảo hành 6 tháng thì các bạn thích sản phẩm nào thì bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình để đặt hàng nhé. Và đây Note 7 FE thì hôm nay mình vừa mới về được 3 cây các bạn nhé. Nè, mình sẽ tạm thời bỏ Note 8 ra một bên. Để các bạn lựa chọn nhé. Mình sẽ bỏ Note 8 sang một bên này. Đây. Note 7 FE này. Đấy. Hôm nay mình vừa mới về được 3 cây này. Đấy. Đấy. Hôm nay nhà mình về được 3 cây Note 7 FE ạ. À, Note 7 FE nhé. Hôm nay nhà mình về được 3 cây Note 7 FE này. Đấy.
Hôm nay mình về được ba cây Samsung Note 7 Pie. Đây là hai con này là con màu bạc này, đấy, hai con màu bạc này. Và con này là màu xanh nhé, đấy, con này là màu xanh này, đấy, rất là đẹp. Ba cây Note 7 Pie này, ba cây này đều là bản công ty, hai sim hai sóng nhé. Ba cây này là bản công ty chứ không phải bản Hàn nhé. Ba cây này là bản công ty, đấy. Ba cây này là bản công ty, hai sim hai sóng. Màn hình đẹp không ám ố. Hình thức là máy đẹp, là nói chung là nói thật với các bạn 98-99% luôn. Máy đẹp 98-99% nhé. Hôm nay mình vừa về ba cây này. Đấy, ba cây này thì là màn hình đẹp không ám ố gì các bạn nhé. Máy đẹp 98-99%. Đấy, hai cây màu bạc và một cây màu xanh này. Và mình sẽ nói sơ cua qua về con Note 7 Pie này. Note 7 Pie này thì nó là màn hình của nó là 5,7 inch, cũng là tràn viền. Độ phân giải màn hình của nó là 2K nhé. RAM của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Đấy, bản công ty thì toàn là hai sim hai sóng các bạn nhé. Bản Hàn thì cũng lên hai sim hai sóng bình thường nhé. Đấy, bản công ty hai sim hai sóng, màu xanh rất là đẹp. Hai con màu bạc này. Đấy. Note 7 Pie này thì bên mình đang bán bạn với giá là 3.500.000 các bạn nhé. Note 7 Pie bên mình đang bán với giá các bạn 3.500.000, bản công ty hai sim hai sóng nhé. Đấy, bản công ty hai sim hai sóng đấy ạ. Đấy, Note 7 Pie thì các bạn có bút viết này. Note 7 là thật các bạn dùng quá sướng, quá là phê luôn. Đấy, màn hình thì độ phân giải 2K. Lúc thời điểm mới ra con này cũng là hơn 20 triệu các bạn nhé. Đấy, bây giờ chỉ với 3.500.000 một con nhé. Hôm nay mình về được 3 con các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 7 Pie này các bạn nhé, cái hàng mình sớm nhất nhé. Chắc là kỳ lễ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 các bạn chơi được khá nhiều rồi. Thì các bạn có chơi vui vẻ thì các bạn comment dưới mình là xem có chơi có vui không. Vì dịch cũng đang sợ mà đi chơi tầm này cũng rất là ghê nhỉ. Đây, tiếp đến là ba con Note 5 nhá. Note 5 thì hôm nay mình về được 3 cây này. Đấy. 3 cây Note 5 luôn. Hôm nay mình về được 3 cây Note 5 này. Đấy, đáp ứng nhu cầu của bạn nhá. Con này bỏ qua, con này nó chậm đó. Đây con này con cập vừa cập nhật phần mềm xong nó chậm, con này bỏ qua. Đây con năm nay về được hai con kia chậm thì bỏ qua nhé. Đấy. Này con năm thì nhà mình thôi bỏ qua, cái kia bỏ qua nhé. Này con năm thì hôm nay mình về được hai con này, hai con màu gold này các bạn nhé, hai cây lót năm màu gold, hai cây lót năm màu gold này. Hai cây, một cây màu hồn, hai cây màu hồn nhé. Đấy. Đó là màu hồn. Đấy. Hai con này đều là màn đẹp không ám ố nhé. Đấy. Hai con này đều là màn hình đẹp này, không ám ố hay không lưu ảnh gì này. Đấy. RAM của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Hình thức còn 90% nhé. Hình thức máy còn 90% đấy ạ. Đấy. Hai con Note 5 này thì là màn hình của nó là 5,7 inch nhé, cũng 5,7 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K nhé các bạn nhé. Độ phân giải màn hình 2K. RAM 4GB, bộ nhớ trong hai con Note 5 này là 32GB nhé. Hai con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2.1 triệu nhé. Mình sẽ xả cho các bạn là 2.1 triệu nhé. Note 5 này 2.1 triệu được. Đấy, rất là rẻ, 2.1 triệu Note 5 nhé. Note 5 thì 2.1 triệu các bạn nhé. Hai con màu gold đẹp leng keng xà beng này. Bên mình đang bán các bạn với giá 2.1 triệu một con nhé. Note 5 này. Và đây thì mình sẽ về là đấy, hôm nay mình về được con này là con A70 này, S8 này. A70 S8 này. Máy G2 Bright, hôm nay mình về toàn Samsung cơ. Đấy, con G2 Bright này thì thanh lý giá lợn chết cho các bạn là 800.000 nhé. G2 Bright này là 800.000 nhá. Các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân này thích cảm ứng mà dùng ấy, hoặc các em nhỏ học sinh ấy, rất là tuyệt vời. Đấy, học sinh cấp 1 này.
Đó. Hoặc là cấp 2 cũng được các bạn. Con này thì thanh lý cho các bạn là 800k nhé. Đây, mình vừa active xong, mình vừa reset máy xong. Con này là G2 Brain là 800k nhé. Đấy, giá lợn chết cho anh học sinh nhá, G2 Brain là 800k đấy. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung G2 Brain 800k các bạn nhớ hàng mình sớm nhất nhá. Đây và tiếp đến là một con Samsung A70 này. Đấy, A70 này. A70. Con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng nhá. Hình thức máy còn 90/90% ạ. Con A70 này thì mình sẽ nói sơ cua qua. Màn hình của nó là màn hình là 6,7 inch nhá. Đấy, tràn viền 6,7 inch. Con A70 này thì là cấu hình là bao nhiêu ghi nhỉ? Đấy, A70 này, đấy, bản công ty 2 SIM 2 sóng. RAM của nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB các bạn nhé. Đấy. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB ạ. Đấy, RAM 6GB này, bộ nhớ trong là 128GB. Con A70 này. Đấy. Con A70 này thì bên mình đang bán bạn giá là 4 triệu đồng nhá. 4 triệu đồng ạ. A70 của nó là 3 camera, màn hình thì 6,7 inch rất là to ạ. Đấy, RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Bên mình đang bán với giá là 4 triệu đồng nhé. Bạn nào mua sản phẩm Samsung A70 thì các bạn dùng thì quá là phê luôn. Những sản phẩm này các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là người yêu rất là ok, bà xã tuyệt vời ạ. Chỉ với giá là 4 triệu đồng thôi, điện thoại cũ bây giờ rất là rẻ. Tội gì các bạn phải đi mua máy mới đâu. Nói thật về mức giá mà các bạn mua 4 triệu con A70 này, các bạn mà đi mua 4 triệu mà sản phẩm mới bây giờ ấy, nói thật với các bạn, dùng không bao giờ sướng sản phẩm Samsung A70 này các bạn nhé. Nói thẳng với các bạn luôn, kể cả Oppo 4 triệu hay là Samsung 4 triệu đời mới bây giờ, thì các bạn mua những sản phẩm A70 này về dùng sướng hơn nhiều các bạn nhé. Đấy, 4 triệu đồng đấy ạ. Thì vì các bạn mua hàng online là các bạn cực kỳ là thông minh và cực kỳ là nói chung là giỏi, chứ không phải là các bạn không giỏi đâu. Các bạn mua hàng online thời điểm này, các bạn cứ nên mua hàng online mình. Tại vì mua hàng online các shop bán rất cực kỳ là cạnh tranh nhau về giá cả. Ví dụ shop này rẻ hơn 100 thì các bạn sẽ bỏ tiền ra mua, tội gì không mua. Đến như mình đây thì mình cũng mua hàng online đây. Như mình đây thì mình cũng đây, mình cũng mua hàng online suốt đây. Không phải mình các bạn mua online đâu, đây mình Shopee đây, mình mua hàng online suốt, mình đặt rất là nhiều hàng luôn. Đây Shopee thì mình, đây mình đang tắt mạng rồi mình chửi vào đây. Đây Shopee thì mình cũng có tài khoản, nó kiểu mình mua hàng ở đây chờ lấy hàng đây. Đây, mình đang tắt mạng rồi mình chưa ấy. Đây, rất nhiều đơn hàng mình đặt ở Shopee nhá. Đây. Thông báo mình tận bao nhiêu đây, đơn hàng đã phát thành công đấy. Thời điểm 2020 thì nhà nước Việt Nam đang ưu tiên cho các bạn là mua gì nhỉ? Mua hàng online, tại vì thứ nhất là dịch Covid-19 thì đang lung tung bèn ra. Rất là ghê, rất là suy hỏi. Các bạn cứ mua hàng online cho mình. Nhận, các bạn cứ chọn hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán giúp mình nhá. Đấy. Mua hàng online thì các bạn có thể chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán cho mình. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay bên mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung S8 các bạn nhé. Đấy, hôm nay thì mình vừa mới về là con S8 này. S8 này thì con này là bản công ty này. Bản công ty 2 SIM 2 sóng. Con S8 này thì là màn hình của nó mình sẽ xem sơ qua qua. S8 này. Đấy. S8 của này lúc mà thời điểm mới ra của nó cũng là siêu phẩm các bạn nhé. S8 này thì là màn hình của nó là 5,8 inch ạ. Đấy, màn hình của nó là 5,8 inch. Độ phân giải của nó là tận 2K cộng các bạn ạ. Cấu hình là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Đấy. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con S8 này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Màn hình con này thì đẹp, không ám ồ hay lưu ảnh gì nhé. Này, màn hình con này là không làm ổ hay không lưu ảnh gì này. Đó. Rất là đẹp ạ. À. Cổng tai C. Và con S8 này thì bên mình đang bán bạn giá là 3 triệu 600k nhá. 3 triệu 600k, hình thức là máy đẹp 90/90% ạ. À. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 đấy các bạn nhà hàng mình là sớm nhất nhá. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ qua trực tiếp hai số cho mình. Đây là số chính của mình nhá, mình sẽ cầm theo người suốt ngày. Và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần thì các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng mình. Và quanh khu vực Hà Nội thì mình có ship luôn cho bạn trong ngày nhé. Đấy. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp, thì các bạn ưng sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên hệ cho mình đặt hàng nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đã xem video của mình một buổi tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip vào tối ngày mai các bạn nhé.